Còn một bài nữa, và có hai chị phát thanh viên phát lại hai bài của một cư sĩ miền Nam và một cư sĩ đang tu ở đây. Hai chị chỉ có 8 phút thôi. Đây là một cô giáo cấp 3 dạy về vật lý, rất giỏi, giáo viên dạy giỏi. Và cũng đã từng tham gia cái trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người ở Đông Các, Hà Nội. Cũng nhìn thấy mộ. Đấy. Là nhìn thấy tất cả những sự việc như thật. Thế mà rồi cũng quay trở về con đường chánh pháp. Tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời cư sĩ Nguyên Giác, đại biểu của Quảng Ninh, lên chia sẻ với chúng ta. Xin kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Trưởng lão Thích Thông Lạc. Kính thưa ông Bùi Hữu Vượng, Hội trưởng Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ. Kính thưa các quý thầy, quý cô, các quý vị khách quý, cùng tất cả các Phật tử tu theo chánh pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trước tiên, con xin kính chúc các quý vị một năm mới 2015 thanh thản, an lạc và vô sự. Các quý vị kính mến, thầy của chúng ta đã ra đi, nhưng giáo pháp của Ngài còn để lại. Đó là món quà vô giá với loài người sống trên hành tinh này. Hôm nay kỷ niệm 2 năm ngày thành lập, ngày thầy nhập Niết Bàn, con xin có đôi lời tri ân với người thầy vô vàn kính yêu của chúng ta. Đầu tiên thư của con là thư con gửi thầy kính yêu. Từ khi lọt lòng mẹ đến năm 16 tuổi, hầu như con không ốm đau bệnh tật gì. Con không phải dùng đến một viên thuốc men. Thế mà từ năm 17 tuổi, con phải thọ nhận rất nhiều bệnh tật như thần kinh tọa, cột sống, tê buốt, vai gáy, dạ dày và nhiều thứ bệnh đặc biệt khác. Con tốt nghiệp đại học, nhận công tác vào lúc cả nước bắt đầu xóa bỏ bao cấp. Với đồng lương giáo viên ít ỏi, không đủ đong gạo nuôi sống bản thân mình. Năm 1990, theo lời của một người bạn, con đã vừa dạy học, vừa buôn bán hàng tươi sống cho thương lái đi Trung Quốc. Có ngày thu nhập của con bằng cả tháng lương, năm lương. Và từ áp phát này chồng lên áp phát khác. Nên năm 1992 có thời kỳ tay con không nhấc nổi lên để viết bảng được. Sau đó do tính ham kinh doanh, con chuyển sang buôn bán các hàng thiện pháp như quần áo, sách vở, đồ dùng học tập, v.v. Vì có thu nhập nhiều nên con tạo nhiều nghiệp ác trong sinh hoạt hàng ngày, bù khú trong những bữa tiệc tùng. Và con lại phát nhiều bệnh đặc biệt mà vết khâu do phẫu thuật trên người con không dưới 1 mét. Đầu năm 2009, con có hiện tượng lên đồng nhập cốt. Sau đó như có người nói bên tai và nhìn thấy các hình ảnh mờ ảo chỉ con đi tìm mộ. Năm 2010, con đã tham gia áp vong tại số 1 Đông Tác, Kim Liên, Hà Nội. Con đã áp vong tìm mộ cho nhiều gia đình ở nhiều nơi. Lúc đó con tưởng mình được ăn lộc thánh, nhưng lộc đâu không biết, mà chỉ thấy người con lúc nào cũng nâng nâng như người say. Nhiều lúc con tự hỏi sao cuộc đời con người lại khổ như địa ngục trần gian thế này, có cách nào để thoát khổ không nhỉ? Thế rồi cuối tháng 3 năm 2012, con gặp được chánh pháp. Con biết đến bài pháp Tứ Diệu Đế của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Con được đọc các sách và nghe các bài giảng của thầy trên mạng Internet. Thầy đã phân tích hiện tượng lên đồng nhập cốt, áp vong
Tìm mộ đó là do hoạt động của tưởng thức tưởng đã giao cảm với âm thanh và hình ảnh còn lưu động trong không gian qua sách linh hồn không có. Thầy ơi, lần đầu con đọc sách linh hồn không có, con quá phàm phu, không những không tin lời thầy mà còn có thái độ phỉ báng thầy. Nhưng rồi do thói quen nghề nghiệp của một giáo viên vật lý, và chỉ ngay ngày hôm sau, cho đến hơn một tháng trời, con đã tự tìm ra rất nhiều thí nghiệm kiểm chứng là không có linh hồn thần thánh. Từ đó, con thật đau xót nhận ra rằng thời gian qua con đã mê lầm và đưa bao nhiêu con người vào con đường mê tín dị đoan. Con bắt đầu tu tập để phá tưởng thức tưởng. Việc đầu tiên con tránh xa mê tín dị đoan. Con khắc sâu trong tâm lời thầy dạy. Ý thức tăng lên bao nhiêu thì tưởng thức mất đi bấy nhiêu. Con bám theo pháp như lý tác ý và tác ý mà thầy dạy. Con tu tập ý thức trong ăn uống và tỉnh thức trên mọi hành động. Ngay từ đầu tháng 4 năm 2012, con tự ăn chay 3 bữa trên ngày, con quyết tâm rèn chỉ ăn 1 bữa trên ngày. Trong vòng 3 ngày thì con không hề thấy đói bụng hay đau dạ dày gì hết. Khi ăn 1 bữa trên ngày chưa đầy 1 tháng, con thấy mình hoàn toàn tỉnh táo, không còn hiện tượng nâng nâng nữa. Con phấn khởi vô cùng. Lúc này con lại càng tin sâu thêm vào chánh pháp, vào các bài giảng của thầy. Qua các lời giảng của thầy, con hiểu rằng địa ngục mà chúng ta phải thọ nhận, mà chúng con phải thọ nhận không như chiến tranh, bệnh tật, thiên tai, hoạn nạn, vân vân, không ai khác tạo ra mà do chính chúng con đã tạo ra từ quá khứ và hiện tại vì chúng con vi phạm năm giới. Nên chúng con phải gánh chịu quả khổ đó. Quả khổ lại tạo ra nhân ác để mọi người xung quanh và thiên tai đã gieo cho chúng con theo quy luật nhân quả. Con giữ gìn năm giới của người cư sĩ và tu theo lời thầy dạy, không xét lỗi người mà phải xét lỗi mình. Hãy sửa lỗi mình, khi lỗi mình hết thì lỗi người cũng hết. Lúc đó con thương mình và mọi người xung quanh đã gieo nhân ác cho nhau, để rồi chính mình phải thọ nhận quả khổ đó. Hơn 2 năm quyết tâm tu tập, con phải bóc từng lớp vô minh trong màn vô minh dày đặc từ muôn đời muôn kiếp. Con tu tập đến đâu có kết quả giải thoát ngay liền đến đó, nên thành quả đã đến với con. Tâm con đã chuyển từ địa ngục sang thiên đàng, cuộc sống an vui, hạnh phúc. Bệnh tật được đẩy lùi. Chúng con biết và tu theo chánh pháp là một hạnh phúc vô cùng, không gì sánh nổi. Từng lời giảng, từng trang sách của thầy là chánh pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và là món quà vô giá với tất cả những người sống trên hành tinh này. Chúng con, những Phật tử đang tu theo chánh pháp, chúng con luôn luôn ước nguyện rằng có nhiều người trên hành tinh này hiểu được giá trị của đạo đức nhân bản nhân quả và tu theo chánh pháp, sống không làm khổ mình, không làm khổ người, không làm khổ chúng sinh, để môi trường sống trên hành tinh này ngày một thanh tịnh hơn, và tất cả mọi người đều có tình thương yêu trải rộng muôn phương, để con người không còn cảnh đời là bể khổ nữa. Và mỗi chúng con sẽ là một hạt giống tốt tu hành trên đất trơn như đầy thiện, đầy từ trường thiện pháp này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Trưởng Lão Thích Thông Nạp, con của thầy Thích Nữ Quyên Giác. Xin cảm ơn cư sĩ Quyên Giác.